kiến châu Á. Sau hơn 120 năm, nơi này vẫn giữ nguyên công năng khi xây dựng. Cái thiết kế độc đáo từ trong đến ngoài, cùng vị trí gần cây nhà thờ Đức Bà, hai bên là những tòa nhà cao tầng hiện đại, điểm dừng cao, nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm thành phố. Công ty du lịch Ảnh Diễm Tourist chào mừng quý khách từ nhiều quốc gia cùng chúng tôi tham quan khám phá City Tour trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tuyến số 1 trên xe Pop On Pop Off. Công ty du lịch Ảnh Diễm Tourist xin cảm ơn quý khách vì đã chọn Việt Nam, chọn thành phố Hồ Chí Minh trong xinh đẹp, năng động để đến tham quan lần này. Và cảm ơn các khách sẽ chọn City Tour Pop On Pop Off của công ty du lịch Ảnh Diễm trong hành trình của mình. Xin quý vị lưu ý, cửa lên xuống phía trước xe, cửa thoát hiểm có hai lối, phía trước và phía sau xe. Lưu ý trường hợp khẩn cấp, không muốn đặt xe quá nhiều. Thank you.